Ok, mình trở lại ở đây. Hello, xin chào các bạn đến với kênh Skeleton Gaming. Chào mừng các bạn quay trở lại với game Thơ Ha. Chúng ta tiếp tục phần trước thì trước thì mình đang đến cái chỗ gọi là thư viện. Hôm nay bật hơn tí. Chỗ một cái sàn trong. Mình nhớ ra việc cần phải làm. Mình hình như mình lấy được cái kìm cắt điện thì phải. Cắt chìm kia đấy, cái gì đấy, không gì thú vị trong tập bằng này, nhưng mà cái máy tính thì mình chưa mở được. Chịu chết, ai mà biết được. Có lẽ mình nên quay lại cái nhà lúc cái thằng kia nó chui vào. Fuck. Mình đang tưởng tượng là nếu sau này mình bị nó đuổi lần nữa thì mình chạy vào đâu. Tầng hầm không vậy? Tầng hầm không? Nhưng không phải thì phải. Chết rồi. Mình phải quay lại xem cái chỗ kia từ từ đã. Mình đang ở cái tầng gọi là cái tầng tầng hầm này. Tí nó quay lại xem kia xem nó chết chưa đã. Đây. Ok. Rồi chạy vào đây. Gì trời lọc. Nhưng mà một tiếng đó. Cus to đi an à, chắc đây là một cái. Ok, đây đọc rồi. Không liên quan. Mình nghĩ là cái cửa kia thằng này nó chui vào thì mình phải chui vào được thế nhỉ. Có lẽ mình nên kiểm tra cái con hay là dùng cái bất điện cắt xích nhỉ, hay còn cái này ý hay này. Ok, let's go. Fuck me, chạy tiếp đi. Mình không thèm để ý là cái chỗ này nó bị đổ xuống luôn, dead end. Kia nó bị sao? Nó ở tầng dưới tầng trên đấy, tầng dưới này chắc là tầng dưới. Nó vẫn bình an vô sự trong khi mình gửi xếp phần nào ra. Còn mình nhớ là còn hai cái phòng dưới này chưa dùng thì phải nhỉ? Cái phòng dưới này. Hít chuối. Mày có thể dùng cái bình cứu thương để mình chữa nó. Chết chưa mày? Mày đi một quẩn từ nãy giờ. Ô, vậy là tầng này xong rồi nhá. Bắt cầu là nó liên quan đến cái custodian phải không nhỉ? Ok. Được. Nhưng mà làm sao để xóa đi nhỉ? Cho tôi hỏi.
chữ in hoa nữa. Theo mình biết thì một cái lý do của mình gì đó mà nó cái mật khẩu nó là như này. Sai luôn đấy. Mình quên mất chữ surprise viết như nào. Thế mình viết thiếu mất chữ R. Từ ra mình tính. Ok, mình vừa xem rồi, mình chả liên quan nữa, thôi kệ mẹ. Surprise mà thật phát được. Mật khẩu này thì theo như mình biết thì nó có 6 chữ, 4 số với 10 ký tự. Kệ đi. Từ sau mình thấy cái kỳ mất tiền rồi. Mình sẽ cắt chi mình kia. Nhất định. Đây hình như còn cái cửa nữa chưa mở phải không? Cuối cùng chờ nó nằm ở đâu vậy? Ơ? What? Sao? Đến bây giờ thì mình trả người với anh ta cái số tiền kia trả để làm gì luôn. Nhất định luôn. Thật đấy. Ô con đùa kìa. Fuck mày đùa. Một đồ chết sang trọng đây. Chết ngay trước khi nào đẻ trứng. Có lẽ mình sẽ tìm được mật khẩu ở đây. Đây mày tính như rồi. Bật lên chơi. Si chút à, ok. Có lẽ mật khẩu con này nó nằm đâu đó. Si chút, ok. Vậy là mật khẩu như vậy. Mà mình là Harry F phải không? Cái một phần của tôi có thể sống và có thể không những lời khen ngợi liên tục người biết dù. Ta xem lại cái mật khẩu đã. Ok. Các anh nhập thử nào. Mình chắc chắn đến mật khẩu nó. Mày đắc kinh khủng. Chắc chắn xin chút. Hiểu đúng. Làm ơn đúng đi. Ok. Đúng kiểu như vậy luôn, ok. Đây. Fuck. Mình còn gì nữa không? Nhầm. Mình còn vẫn còn kìm vật điện. Ok, vậy mình còn cắt được cái gì đó nữa. Còn cái gì mình chưa cắt được không nhỉ? Kia sao? Mình nghĩ đang nằm ở cái tự nào đó mình không đọc. Cái phòng bị khóa kia chắc chắn luôn. Thì phải đi lấy kìm nào. Thế cái đồ sơ thì chả làm gì à?
không thấy vậy. Ta mà chơi con rùa là thằng thứ vậy. Mình có nên quay lại cái gọi là tầng hầm đấy. Có nhiều đồ mà chẳng có gì khác. Tôi trốn về an toàn đã xếp ạ. Rồi chuẩn bị sẽ có nhiều file mà thoải mái. Ok. Thật sự nó không làm gì luôn. Sắp mình xuống chạy cái vải. Mày có thể dùng kìm cắt cửa mà. Fuck mày. Con phế vật. Nấu. Thật sự là có mỗi hạt bụi rồi đấy. Hôm nay mình nên kiểm tra hết tất cả các phòng này ở ngoài đây phòng. Không. Ship. Tầng hầm không có gì nữa. Ok, mình sẽ kiểm tra hết ở cái tầng này. Trước tiên là bên này. Cái kim cắt điện cắt được khóa chứ. Kim cắt điện phải cắt được khóa. Cắt cửa nữa xin. Thật sự luôn này. Chả biết xong mình có trốn vào trong này xem nhỉ. Mình nghĩ mình nên trốn vào trong đây vì an toàn hơn cả. Bắt cái gì xảy ra vậy? Tôi có rất nhiều file nhá. Hình như là cái trong đây là nó mình vừa nêu được sao đâu. Có một tờ giấy ở đây. 12507, ok, 12507, 12507, 12507 12507 xem thế. Sáu hai tám bốn một hai năm không bảy và 899766. Nó vật phải 6284 6284 12507 nhá. Chắc là cái 6284 rồi. Ok, quay lại gần kia nào. 6284 12507 6284 12507 khắc ở trên kia. 6284 12507. Ok. Fuck, mình nhấn mình. Chỉ chút rồi, còn 4 số đấy là 6284 rồi. Đứng ở giá sách ra bên phải đọc cuốn sách ở bên dưới. Cái ngón tìm được cái parchment cây trong cái
Chỉ có đúng một cái phòng khóa nữa phải không? Ok, một vài phòng khóa nữa. À, mình đi sắp. Ủa, sắp tải cái thằng phế vật kia làm mà mình bị nhốt trong trường. Thiếu vui gì không? Cái phòng khóa nào ở đâu nhỉ? Như tầng hầm phải. Nếu phải tầng hầm đây. Đi đi con phế vật. Ok. Đây rồi. Chúng ta sắp xong 6284 và 2507. Mày mà chui trong đấy tao sẽ giết mày. À, chúng ta có một cái phòng màu đỏ cho nên mình không đi vào phòng màu đỏ này vì nó rất nguy hiểm. Ok, nó đủ mình chạy mượn. Cái này là cái giường à? Ô, cái thủ. Mày mở nhẹ nhàng thôi được không? Cái gì đây? Thằng nào kìa đấy? Thằng nào nữa? Ok, mẹ nó phắc giải vãi. Chết tiệt, mình nhìn là sau cái đoạn này phải chạy ngoài hành lang cái lắm. Keep out. Thôi kệ 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 cái phòng này đi. À, cái chỗ nào có tương cà thì chúng ta không nên vào. Thôi chúng ta nên đi vào cái chỗ phòng tương cà trước vậy. Này thì keep out. Ok, ổn rồi đấy. Đỡ phải vào. Giờ mình có mỗi cái bức thư người nữa rồi. Giờ thì Zono nào, người sợ rồi. Fuck you. Oh my god. Holy shit. Đây là đâu? Ôi trời, xong rồi. Mời cho em mời ra anh ơi. Tìm em à, tìm em à, tìm em à. Cho có phải em à. Vẫn có giật mình, fuck. Em ma mày nên đi với tao. Kệ, phải đợi ngày mình thoát rồi. Ok, mình biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây nên là Zono nào. Cái gì đấy? Nó đang nói đây. Ô không vui. Ok, cái mẹ. Sao hơi đau tim quá ấy. Thẻ chạy tí 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 cái từ thẻ nó không ở đây nữa. Thẻ rồi đây đây đi Harry ghép cần biết cho sạch hết đi rồi nào giờ mình thấy cho cái neo vào một bên này HP này. Mình cái kiểu gì con này nó ăn xem. No problem. Ơ, mình nhìn trước hay đằng sau vậy? Ở trong mình nhìn trước. Bởi vì mình tìm được đường ra khỏi đây rồi mà. Nhanh lên là không đùa nữa.
Copy đi xếp vào. Thế bọn này kệ thằng phế vật đấy à? Ok, solo nào. Hy vọng thằng này không bắt được con này trước khi nhé. Chạy nhanh nào. Mình khá là thuộc đường rồi. Không liên quan đến cửa kia. Thật. Dễ phết. Gì vậy? Về đi bạn. Động đất kìa, chạy nhanh lên. Chúng ta bắt đầu cuộc hành trình mới. Đùa nhau đấy à? Nó không có nắm cửa nên bạn không thể mở được. Phắc 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 phắc. Hóa ra mình cái tím tím thì là cái lỗ à? Rồi sao? Giờ làm gì? Thật sự luôn. Vừa bị khóa. Thì... mày chơi tao đấy à? Chắc con này có cái chỗ đầu tiên này trốn được không? Ok, về một cái chỗ trốn mới rồi. Cái đèn pin mình vứt đâu rồi? Ngon. Chìa khóa trường học cũ à? Vậy thì chắc chắn nó có ok, chắc nó có tất cả cái chìa khóa trong đây kìa. Vào không biết là cái gì đứng kia kia. Ok. Lục đi xem có gì không. Ok, vậy mình đi đọc cái này. Chắc nó nắp hai cái gì đó và bắt bức tượng kia và nó cho mình cái gì đó. Wow, chúng ta có tương cà ở đây. Đợi tí, đợi tí, đợi tí. Ok, vậy được rồi. Nó dính đầy máu một vài chỗ. Ôi, mình đã bắt xanh đắp vào mắt rồi, chắc chắn là biết ngay là phải nộp cú rác mà. Sao mà nó biết chắc chắn là trong cái túi rác này có gì vậy? Ok, hết rồi. Thế giờ làm sao nó phải đấy? Thế phải làm gì? Cú rồi, phát.
Oh my god, mình vẫn còn trường quá trò cũ mà. Để mày trả viên đá cho cũ đi. Oh shit. The doors did open, get them. Giờ phải chạy đâu? Không biết phải chạy đâu là cả, không biết phải chạy đâu. Thằng nồi, mày ra đây xem nào. Số 11 xem nào. Mày đến mày đánh tao đi. Ít nhất là mình không xếp được trong trường hợp này. Đơn giản bé. Oh my god. Oh my thằng này ngu. Cái miệng đó, chả liên quan đâu. Đi chơi thôi. Không biết chặt được cái gì nó ra được. Hai học sinh bị mất tích đây, giờ đến vụ hai học sinh mất tích đây. Các nhà chức trách thì kiểm tra xem bị mất tích gần đây hai người được nhìn thấy trong cuối cùng. Thì 6 tuần trước, cái đều được mong đợi sẽ trở về nhà bác ngày hôm đó và theo mẹ họ đều đã không rõ khoảng thời gian một thời gian dài. Nó gần như là hai tháng trước. Cảnh sát đi tìm kiếm rãi và truy tuyến đường mà hai cô gái đã gần ngay về nhà, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Rồi là rồi họ bắt đầu bỏ mồm vào. Hôm nay kiểm tra tất cả các túi ra. Em mình nghĩ chắc viên đá con này màu đỏ phải không? Thôi kệ, nắp viên đá chưa. Ok, nắp viên đá. Thế là cho game vãi cả lại. Đây là chìa khóa trường học cũ, vậy thì chắc là trong cái này có một cái số phòng kia sử dụng được. Ok, vậy là cái phòng ở đây sử dụng được rồi. À, không còn nắm đấm cửa nên mình không làm gì được. Đây, cái phòng này thì chắc là dùng được đây. Ô, có gì ở góc tường kìa. Thế mà ok, mình chắc chắn có gì để chặt đây rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến được trường học cũ cái để ở đấy mà hết phòng rồi thì mình buồn thật đấy. Ok. Đang cũng được đáng hoảng sợ là không biết nữa. Bạch con nhất thiết phải sợ ta ra. Mẹ biết tạo ra cái gì đó. Chìa khóa bí ẩn. Chúng ta nên là một cái chìa khóa bí ẩn trong đó. Phắc. Chúng ta bức tượng khác, phắc mày. Chìa khóa bí ẩn có thể cắm ở đâu nhỉ? Chúng ta sẽ cắm được vào nội khóa bí ẩn. Nó có chỗ này nè. Mình lấy được một chìa khóa bí ẩn này. Có lẽ là cái chữ có cái phòng đúng keep out ấy. Nó vào được. Ừ.
Còn nó mới đuổi ta. Nhìn sợ rồi. Tôi nói cho mày biết này. Tối nay tôi sẽ đốt nhà mày. Ok em phái. Có lẽ mình nên cắm vào cái lỗ khóa bí ẩn. À, mình lên chỗ khóa bí ẩn mình sẽ cắm vào đấy. Cái cửa không có, cái tấm đấm cửa là cái thốn chứ. Nó quay cái chờ không lại cái phòng mà nó có rất nhiều cái tương cà phun vãi về lại tương ớt đó. Xót 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 cái tay rồi. Oh my god. Cũng có thẻ nhá. Marina Nini. Đây mình lấy một cái xà beng. Xin chào tạm biệt cả các bạn, trong hẹn gặp lại các bạn trong tập sau của Thơ Thở Hát phần tiếp theo. Phần tiếp theo của Thơ Thở Hát. Bye bye. Và mình gặp một số lỗi này các bạn.